Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Hơn một tuổi đã thay đổi tính cách, Leon nay thích được hôn chị Lisa những kiến hành trình lớn khôn của Lisa Leon từ khi chỉ là hai em bé sơ sinh đến những nhút tì hơn một tuổi với lượng người theo dõi đông đảo, cộng đồng mạng liên tục phấn khích trước sự thay đổi của các bé. Càng lớn cặp song sinh của Hồ Ngọc Hà Kim Lý càng giàu tình cảm, biết yêu thương san sẻ cho nhau. Từ khi hài sinh Lisa Leon công việc hàng ngày của Hồ Ngọc Hà Kim Lý không chỉ chăm sóc dạy dỗ con mà còn liên tục cập nhật tài khoản cá nhân của các nhóc tì. Hơn 1 tuổi trang cá nhân của các bé đã đạt gần 550.000 người theo dõi với hơn 500 bài viết. Giữa muôn vàng sự việc, các thành viên trong tổ ấm nhà Hà Hồ vẫn thức dậy sớm mỗi ngày chơi đùa trò chuyện bên nhau, lưu giữ các khung ảnh quý giá. Mới đây Hồ Ngọc Hà chia sẻ ảnh cặp dốc tì song sinh Lisa Leon trên trang cá nhân. Trong ảnh là khoảnh khắc Leon thơm má chị gái Lisa trong cực yêu, gửi những nụ hôn ngọt ngào đến mọi người, nữ ca sĩ viết kèm. Khoảnh khắc tình thương mánh thương của Lisa Leon khiến nhiều người thích thú, tuy nhiên thu hút sự chú ý là màn tương tác của ân hoàng phúc dưới phần bình luận. Cụ thể nam ca sĩ bày tỏ, hôn em thấy cưng quá, tuy nhiên giọng ca thà rằng như thế lập tức bị dân mạng chỉnh vì đã sai vai vế cặp song sinh. Theo đó Lisa là chị của Leon, không phải là em gái. Hôn chị chứ anh, chị nhá anh Phúc. Hôn chị anh ơi, dân mạng nhắc nhở nam ca sĩ. Ưng Hoàng Phúc có vẻ như không rõ vai vế của Lisa và Leon. Khoảnh khắc đáng yêu của Lisa và Leon càng lớn cặp song sinh lisa leon càng khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi rất thân thiết thuận hòa khác hẳn với những trò đùa giỡn tranh giành đồ chơi khi chưa đầy một tuổi đây cũng chính là thành quả của việc giáo dục con khéo léo vừa nhu vừa cương của hồ ngọc hà và kim lý trong những bài đăng gần đây, Lisa và Leon nhiều lần thể hiện tình cảm với nhau, hiểu em trai có niềm đam mê với ẩm thực. Bé Lisa quan tâm em bằng cách đúc cho cậu uống trái cây. Trong khi đó, Leon lại thích ôm, thơm và quấn quýt chị gái. Đây là điều nữ ca sĩ mong mỏi ở các thiên thần nhí lúc nào cũng ngoan ngoãn, biết nghe lời và giàu tình cảm. Là những người nổi tiếng có khối lượng công việc lớn, nhưng Hà Hồ Kim Lý vẫn luôn cố gắng chăm lo, dạy bảo con những điều cơ bản nhất, nhẹ nhàng và tinh tế. Dùi mắt đã thấy con lớn khôn hạnh phúc mỗi ngày của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý là cùng các nhất ti tận hưởng cuộc sống bình yên, cũng giống như đối với Su beo nữ ca sĩ áp dụng phương pháp dạy con thiên về thực tế va chạm, cuối cùng gia đình tổ chức nhiều chuyến du lịch cho con hoạt động vui chơi ở nhiều môi trường. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo